Trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, nhiều người dân đã đánh đập một người câu trộm chó đến chết. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi phát hiện ra có người trộm chó, hàng trăm người dân đã đổ ra các ngã đường để vây bắt. Hoàng Công Hiệp, sinh năm 1986, thường trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là người trộm chó, đã quay lại dùng đao chém trả, khiến ông Phạm Bá Cậy, sinh năm 1961, là người dân ở đây, bị thương ở tay. Quá bức xúc, nhiều thanh niên lao đến bắt được Hiệp và đánh Hiệp ngất xỉu, rồi đốt cháy chiếc xe máy Exciter của Hiệp. Công an huyện Nghi Lộc, cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Lúc này, nhiều người dân quá bức xúc và người nhà ông Cậy đã vây chặt xe cứu thương, không cho đưa Hiệp đi cấp cứu. Dù các bác sĩ và lực lượng công an thuyết phục, vận động, nhưng nhiều người dân và gia đình ông Cậy vẫn không nhượng bộ. Không những vậy, người nhà ông Cậy yêu cầu gọi thân nhân của Hiệp đến bồi thường 20 triệu đồng thì mới cho xe cứu thương đi. Khi người nhà đến nơi thì Hiệp đã tắt thở. Đến nước này mà gia đình ông Cậy vẫn khăng khăng đòi bồi thường. Cuối cùng, người nhà của Hiệp phải gạt nước mắt, viết giấy cam đoan, chấp nhận giao chiếc xe máy của mình cho vợ ông Cậy là bà Nguyễn Thị Hoa để được đưa xác con về mai táng. Đến 17:30, sau 4 tiếng đồng hồ giằng co, người dân mới chịu dọn dẹp xe, nhường đường cho xe cứu thương cùng lực lượng công an đưa xác Hiệp đi. Công an đã thu giữ tại hiện trường một dụng cụ để câu chó, hai đao dài 1,2 mét, một lưỡi dao và một chiếc chai. Hiện nay, Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này. Sự việc này cho thấy người dân đã quá bức xúc với nạn trộm chó. Tuy nhiên, sự lãnh cảm của người dân và lạnh lùng vô cảm của gia đình ông Cậy thật khiến người ta phải lo ngại.